phải bốc đi đây. Không trong khu ra luôn nhá, bán nguyên bán như thế này sang tay luôn nhá. Đấy. Chưa kịp về đã bán hết rồi. Đấy. Còn đây là hàng bữa mới về, chưa nói. Hàng này là chưa kịp về là hôm nay đã bay. Đây bây giờ lại khiêng lên xe để đi này. Đấy, đấy đấy. Bán cả xe luôn nhá. Bán cả xe. Bán được kg. Ai mua cả xe bán cả xe thôi. Thực ra là xốp rồi chưa hết, nhưng mọi người bảo là kêu xe xốp anh ba anh đây là bóc như chở như ngay thành nha này. Thì bán được xe xốp đi, hí hai hí hưởng lên. Đấy, bán nguyên được một xe rồi. Một xe tên kia, cho lên nắp kìa. Cho lên nắp kìa, lẽ. Đứa đâu còn xếp được mấy thùng nữa đấy. Xuất kho lô hàng lớn nhất năm. Năm nay có cái loa DMR về cả nhá. DMR. Đấy, loa DMR. Đọc cái tên là hơi bị nghĩ bậy một tí. C5212. C5212. Loa này thì chưa bán. Thực chất thôi. Đây. Đồng loa này hôm nay là xuất kho 4 tép. Thực ra đây là loa xịn luôn. Loa này của Đức. Đấy, loa của Đức các anh nhá. Đấy. Loa này là bữa nay bán cả lô rồi. Đấy. Cái hôm nọ là mới về là chưa kịp ấy rồi, nhưng mà hôm nay là bán luôn. Đấy, bán chốt luôn, có người chốt cả lô. Có đá luôn đó. Đấy. Rất là nhiều loa hiện nay cửa hàng đang quá tải loa. Đang phải bán bớt. Bác nào mà lấy cả lô, ví dụ như cái này về em gửi hình cho phát mà ví dụ như là kết. Đấy, chốt cả lô sang tay luôn, không cần khui giống như đây ấy, em như thế này là không cần khui luôn. Đấy. Ok luôn, sang tay. Mất công khui làm gì cho nó mệt các bác. Đấy, bán nguyên cả lô như thế này cho khỏe. Chờ chín sang là bán lô. Bán lẻ chán rồi, sợ mệt lắm. Nhiều khi bán thợ như thế này khỏe hơn và để có tiền hơn này, nhanh có tiền hơn này. Bán lẻ các bác nhặt đôi loa được vài 300.000 mệt lắm. Nhiều khi các bác còn hành lên hành xuống như thế này thôi bán cả lô này. Giờ là bác nào còn mấy lô hàng nữa, các bác nào mà chốt cả lô luộc luôn là sang luôn. Đấy, báo về đến nhà luôn bao nhiêu là sang tay luôn cho các bác cho nó nhanh gọn. Này. Cả lô hàng của bọn em này. Đi hết mà. Đấy, chốt luôn. Về là không cần khui. Ví dụ như là các bác mua hàng bên em ấy là ví dụ như là thích cái loa nào, thích cái nào bọn em gửi hình, bắt đầu hàng về bọn em chỉ đi luôn. Đấy, cứ cam kết là ví dụ như là bao nhiêu đôi hàng chuẩn, hàng lệch, hàng đôi nào zin thì tính như thế nào, đôi nào làm lại tính như thế nào thì cứ như thế là chúng ta áp dụng thôi và bốc luôn đi luôn. Đấy, là sang tay luôn cho các bác. Còn nếu như bây giờ bác nào mới nhặt, ví dụ như lấy 5 đôi, 10 đôi thì bọn em đã dọn rồi thì giá nó sẽ khác, còn mua cả lô giá nó sẽ khác. Đấy, đó các biết là cái gọi là cái quy trình nó làm việc là nó như thế quá nhá. Cho nên mà mọi người mua hàng á, thì ví dụ anh nào mà tay to mà cần ôm cả lô về bán lẻ đấy, kiếm lời nhiều hơn thì liên hệ trực tiếp với bên em luôn đấy, nó đơn giản như thế thôi. Đấy nhá, đấy, cảm ơn các bác.